Cây hoa này là cây hoa lệ dương nha các bạn. Cây hoa lệ dương nó thuộc bộ hoa môi Lamilac, họ mẫm chó Sphyraliaceae, chi Aegynetia, loài Indica. Tên khoa học của nó là Aegynetia Indica. Người ta thường gọi nó là cây giả cô, cây lệ dương. Còn tài liệu thế giới thì người ta gọi nó là cây tai đất Indica hay là tai đất Ấn Độ. Cây lệ dương là một loài hoa rất kỳ lạ nha các bạn. Nó ở dưới mặt đất một năm như vậy nó mới trồi lên được một lần. Mỗi năm nó chỉ nở có một lần thôi. Cây này phân bố ở Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc. Nó thường mọc trong những đám rừng rậm rạp bóng mát. Nó thường ký sinh trên cây họ lúa, họ gừng ở độ cao khoảng 700 đến 1.100 m. Đây là một loài hoa ký sinh như loài nấm. Nó không có lá, nó chỉ có vài cái vảy nhỏ ở gốc. Mỗi một cây lệ dương nó chỉ xuất hiện chỉ có mỗi một lần trong năm mà thôi. Nó thường xuất hiện lúc có mưa nhiều. Nó phát triển mạnh từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch. Nó cứ mọc lên rồi tàn khô, rải rác kéo dài cho đến hết mùa mưa. Ở Ấn Độ thì cây lệ dương này nó được xem là loài cây linh thiêng. Nó thường được sử dụng trong các lễ nghi của tôn giáo. Ngoài ra người ta còn dùng nó để làm thuốc chữa ung thư. Nó chữa về các bệnh ung thư, các bệnh về thận rất hiệu quả, đặc biệt là nó chữa ung thư thận cho kết quả rất nhanh. Người ta khẳng định rằng nó chữa hay nhất là ung thư thận, các bệnh về thận và các cái bệnh về máu, ung thư xương tủy vân vân. Đây là một loài hoa vừa quý vừa đẹp, nhưng mà nó cũng rất khó trồng. Bởi vì nó sống ký sinh, nó thường ký sinh trên cây họ lúa, họ gần. Cho nên nếu như chúng ta muốn trồng nó thì chúng ta phải trồng cây vật chủ trước. Đó là những cái cây họ lúa, họ gần nha các bạn.